Chào các bác nhá, hôm nay nhà vườn lại tiếp tục xuất quế đi bán đây. Đang đóng cây để xuất cho khách đây các bác này. Sẽ rút mấy cây quế này cho các bác xem nhé. Đây, đang rút từ 35 phân trở lên cho các bác ở Tuyên Quang đây. Quế dầu Văn Yên, Yên Bái này các bác này. Quế đẹp mà cũng phải quay người đẹp đấy. Quay cả người đẹp đây, người đẹp đây. Này. Hơi bị đẹp. Quế. Cái chỗ này để xếp vào túi đấy gì em? Đây chuyện xếp cho khách. Ui ướt hết quần rồi. Ướt quá. Hai, bốn, hơn 40 phân này, đều hơn 40 phân. Khách họ đặt từ 35cm trở lên, nhưng mà đóng thì đóng toàn cây cao này cho khách đây. Bây giờ vẫn trồng được các bác nhá, vẫn còn trồng hơi muộn một tí nhưng mà vẫn trồng được. Nó không, chưa mức độ gọi quá muộn. Thế còn những cái cây mà ngọn non này thì để lại này. Và non sẽ để lại, không đóng vào, không đóng vào cho khách. Đây này, 4 này, nó vào khoảng độ gần 50 phân. Cây đẹp lắm các bạn. Đây. Em thử đo này. Một cây cũng được. Hai này, 4 này, 6 này, hơn 60 phân. Những cây nào ngọn non thì mình để lại. 1 chuyến này là chuyến đi 1,5 vạn. Xe bé nên không đi được xe, không đi được nhiều. Chỉ đi được 1,5 vạn đổ lại. Ít quá thì tại vì nhà vườn cũng còn thu thêm ngoài tiền cây ra, thu thêm một ít tiền xe, tiền dầu xe. Nên là bác nào mà có nhu cầu mua ấy, thì mua từ mua nó đâu đó khoảng độ 1 vạn trở lên thì nó bỏ. Hoặc là nếu các bác lấy ít hơn thế thì các bác lại liên hệ để đặt tiền, xong là khi nào mà nhà vườn có chuyến đi qua đó thì chúng tôi sẽ ghép xe cho các bác. Rút còn lại nhiều cây to lắm. Ấy. Cây các bác lưu ý nhé, cây cao không quan trọng. Cây cao hay thấp không quá quan trọng, quan trọng bằng cây nó phải thân nó phải to như này. Đấy các bác nhìn nhá, thân nó phải to này. Nó phải mập các bác ạ. Cái thân nó phải mập thì nó mới đảm bảo được cái sức sống cho cây. Còn cây mà nó cao nhưng mà nó gầy, cây cao nhưng mà nó gầy vóng lên ấy thì các bác, đây ví dụ như nó gầy như này thì chúng ta đừng mua vội, mà để cho nó mập lên đã. Có rẻ các bác đừng mua. Mang lên đồi mỗi một cây quế các bác là phải cắm cho nó một cái que vào để giữ, để buộc ấy thì mất thời gian lắm các bác ạ. Bà con mình nhớ cho giúp cho là như thế nhé. Tất cả các nơi trồng cây lấy gỗ cũng đều cần phải có như thế, chứ không phải là cây dây leo. Bà con mình nghiên cứu kỹ cho cái chuyện đó. Một tay vừa rút quế vừa quay cho bà con mình xem, cho nên là nó hơi khó làm. Ấy. Đấy, dễ nhiều thế mà. Đấy. Ok, cây đẹp lắm đây. Kìa. Quay theo túi nhá, ra túi để quay thôi. Mọi người nhìn cho nó dễ. Mệt quá ốm. Ừ.
Đây, cây đây. Cây này là cây 1 tuổi các bác nhé. Cây 1 tuổi đấy. Đến cuối năm nay mới được 2 tuổi. Cây này là cây lá dài nhé các bác nhé. Không phải là cây lá tròn đâu. Cây này là quế lá nhỏ đấy. Quế này là quế dầu ấy. Còn cái loại quế lá to mà lá tròn tròn kia ấy thì không phải quế dầu đâu. Đây là quế chuẩn Văn Yên của Yên Bái. Đây. Thân cây nào cũng thế, cây nào cũng vậy. Nó vàng vàng ra như này mới là cây quế khỏe. Còn quế mà thân nó xanh nét ấy, xanh nét nẹt ấy thì là cây quế đấy nó yếu. Yếu nó dùng thuốc kích thích nhiều thân nó xanh. Thân nó xanh như thế mang đồi trồng nó hay bị chết. Đấy, cây đây, bây giờ sẽ có nhiều công đoạn lắm. Nên tại sao phải yêu cầu mọi người đặt tiền đó là như thế này. Bây giờ là phải rút cây từ trong luống ra ngoài rõng này để. Thế là mất một công đoạn rút nhé. Đây là thuê người hết đấy các bác này. Đấy, bà con mình xem, cả một cái cậu kéo xe cái nữa. Rút cây trong luống ra ngoài rãnh để. Để xong là đến lúc đầu tiên ta phải tưới nước ra, tưới cho nó đẫm. Trước khi tưới thì ta lại phải phun thuốc trước đi một loạt. Phun xong xong là mình mới lại tưới nước cho nó đẫm. Phun thuốc 2-3 hôm trước xong ấy mình mới tưới nước để cho nó đẫm. Tưới đẫm hôm qua xong hôm nay mới lại đi nhổ cây. Nhổ cây ra rõng để xong mới lại cho đóng túi. Đóng túi xong chuyển ra ngoài kia, tập kết ngoài kia để cho lên xe. Xong bắt đầu mới cho lên xe này cậu kìa. Xong bắt đầu mới xếp lên xe để chở đi. Rất là nhiều công, rất là nhiều công đoạn. Cho nên là mọi người cần phải muốn mua cây thì mọi người nên vui lòng là tham khảo cho kỹ đi, hoặc đến tận nơi xem. Thấy uy tín, thấy ổn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là đặt tiền. Đặt tiền cho nhà vườn, nhà vườn sẽ thuê người làm hết tất cả các cái việc đó. Xong chuyển cây cho các bác nhận tại nhà xem là bao nhiêu tiền. Ta làm việc với nhau cho nó rõ ràng. Ví dụ như là cây ở đây là, tôi nói ví dụ như cây ở đây là 1.000 một cây chẳng hạn thế. Tôi nói ví dụ như thế. Khi mà chuyển đến nơi nó rơi vào khoảng độ 1.000, 3.000, 4.000 gì đấy. Hay là 1.500, 2.000 gì. Đấy cũng chỉ là ví dụ thôi. Thì ta phải làm việc với nhau cho rõ ràng đi. Chứ cái công tác mà nhà vườn không thể là thuê người này rút ra tưới xong phun thuốc, xong tưới, xong phun, xong các kiểu. Đóng vào gói, vào túi xong mới vận chuyển lên xe. Xong đến lúc các bác lại bảo không lấy nữa thì rất là mất nhiều công của nhà vườn. Nên là đặt cái này là tiền đến là tiền thuê người làm ấy, thuê người đóng cây vào xe và chuyển lên xe cho các bác, chứ không phải là nhà vườn lấy cái đấy làm lãi, làm lợi nhuận ở chỗ đấy. Nhà vườn chỉ có lấy lợi nhuận từ cái việc là ươm từ hạt thành cây, đấy là lấy lãi từ đấy thôi. Chứ còn từ cái lúc thành cây mà đã tính đến cái giá cho các bác rồi để vận chuyển đến nơi ấy, thì tất cả chi phí đấy thay vì các bác thuê xe, ví dụ như là chuyến xe các bác thuê là hết độ 5 triệu thì nhà vườn dùng xe chở đi cho các bác đâu đó vào khoảng 3,5 triệu, 4 triệu gì đấy, thì nó rẻ cho các bác được một ít. Thì chúng tôi làm ấy thì cũng hao mòn xe này, tiền dầu này, thuê người lái này, xe của mình rồi nhưng mà phải chi phí cho những cái việc đó. Đấy, lại còn phí đường bộ các kiểu các thứ nữa, nên là nó thêm một số một khoản thu của các bác nữa. Cũng nó, nhưng mà nó vẫn rẻ hơn là các bác thuê xe ô tô ở ngoài các bác ạ. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Xin phép các bác tôi nghe điện thoại một chút.